Alo, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình đang chơi con game I Win anh em ạ. Vàng vốn 40k anh em nhá. Mình là MH đây anh em ạ. Và hôm nay vào chơi poker anh em ơi, đặt bài. Được. Ấy. Trời ơi, đen quá anh em ạ. Rồi, phát này lên 38.000 là thu nhận anh em ơi. Ý, tuyệt vời, lên 38.000 tiếp tục anh em nhá. Lên tiếp anh em ạ. Rồi. Đủ. Không có cái gì đâu. Ngay 39.000 anh em ạ. 38.000 anh em ơi. Mình cứ chọn bên đen cả bên bên rô cả bên cơ cả bên bích cả bên tép thôi anh em ơi. Đó, lên được 65.000 rồi anh em ơi. 65.000 thì mình nghĩ là 40k lên được 65.000 thì chắc mình chưa dừng lại, vẫn tiếp tục anh em ạ. Đó, phát này được đỏ này lên 84k. Tuyệt vời. Tiếp tục anh em nhé, lên 100k thôi. Ra game khác một tí anh em ạ. Con game này là con game bài đổi thưởng anh em nhé. Tỷ lệ nạp rút thì là 1-1. Số tiền rút tối thiểu con game này thì chỉ có 50k. Và bây giờ 100k thì mình sẽ vào giống hổ anh em ơi. Rồi để xem hôm nay là có quấn được tí gì bên giống hổ anh em nhé. Vốn 40k. Khá là ngon lành cảnh đài anh em ơi. Ai giả nó sang cầu mới à? Chiến luôn cầu mới. Cầu mới quất luôn con hổ 100k anh em ạ. Rồi. Để xem này là số mình có đọc được cái gì không anh em ơi. Có xem kiếm được tiền không anh em ạ. 100k bên hổ. Quả này về long chắc ngất. Rồi. 4 này. Ui giời. Thắng sát nút anh em ạ. Một bên 4, một bên 5 anh em ơi. Đù mã vãi trưởng thật anh em ơi. Thắng rồi anh em ạ. Lên 199.000 rồi anh em ơi. Rồi. Phát này mình quất thêm vào ở tay bên này, tay bên hổ anh em nhá. Và lần này thì mình sẽ vào 199k anh em ạ. Liều phát nữa xem nào. Liều phát nữa đây anh em ơi. 5 này. Wow, ngon. Quá tuyệt vời đấy anh em ạ. Bắt được ngay con hổ anh em ơi, lên 392k rồi anh em nhé. Thực sự là bánh cuốn anh em ạ. Phát này thì mình vẫn tiếp tục mình theo vào bên hổ anh em nhé. Và tay này thì mình sẽ vào để lại 200k. Đi 192k bên hổ thôi. Ba này. Nhìn thấy con ba là ngon lành cành đào. Nó mà ra con ba, con hai, con một thì hơi hơi tiếc anh em ạ. Vì chả mấy khi được bài mình không vào. Nó ra con nhỏ mà anh em. Bốn lần hổ rồi anh em ạ. Thôi té anh em nhá. Té đi. Té sang game khác anh em ạ. Bắt được mấy cầu khá là cuốn anh em ạ. Lên 578k rồi. Thế nếu vậy thì mình sẽ sang cái game khác anh em ơi. Đấy thì mình sẽ vào tài xỉu anh em ạ. Nhìn qua dãy cầu thì đang là 142 anh em nhá. 142 anh em ạ. Thế nếu vậy thì mình sẽ hai con 11 à, hai con 11 thì mình sẽ vào xỉu anh em ơi. Mình nghĩ khả năng cầu này về xỉu sẽ là khá lớn thì mình sẽ vào để lại 300k thôi anh em ơi. 278k mình sẽ vào bên xỉu anh em ạ. 40k kéo lên cũng này cũng khá ngon rồi anh em ơi, nhưng mà mình chưa dừng lại đâu. Rồi. Làm ngay con bên xỉu anh em ạ. Tuyệt vời anh em ơi. 10 điểm xỉu anh em nhé. Lên 848k rồi anh em ạ. Quá ngon lành cành đào luôn anh em ơi. Rồi. Phát này thì vẫn tiếp tục mình vào bên xỉu anh em ạ. Và mình sẽ đi vào 300 348k đi. Còn để lại 500k anh em ơi. Ấy. Được một cầu bên xỉu khá là thơm tho. Rồi ok. Ui rồi ôi. Hai con tài 11 bây giờ lại hai con xỉu 10 nữa. Tuyệt vời lên 1 triệu 185 nghìn rồi anh em ạ. Khá là ngon lành cái nào. Được. Khá là thơm anh em ơi. Rồi ok anh em. Thế thì phát này thì vẫn theo xỉu anh em nhá. Phát trước hai phát về tài 11, hai phát về xỉu 10 rồi. Theo tiếp phát này ở bên xỉu nữa. Xem có về xỉu không. Tuyệt vời luôn anh em ơi, quá ngon lành cành đào, nó về khoảng tầm là 70 điểm xỉu 3 lần thôi anh em ạ. Té thằng game khác anh em ơi, té thằng game khác anh em ơi. Lên 1 triệu 559k là quá ok rồi anh em ơi. 40k lên 1 triệu 6 à, 1 triệu rưỡi. Làm lên tí nữa anh em ạ, làm lên bên sóc đĩa một tí nữa anh em ơi. Rồi ok anh em ơi, nhìn qua dãy cầu rồi thì bây giờ là về 4 đỏ à, 4 đỏ à. Về chặn liên tục rồi đấy, ba lần chặn, một lần bốn đỏ thành là bốn lần chặn rồi. Thế khả năng tay này thì vào bên lẻ thôi anh em ạ. Vào bên lẻ cuốn một phát tay bên lẻ anh em ơi.
vì 3 lần chẵn, 1 lần 4 đỏ, cộng tổng là 4 lần bên chẵn rồi. Thế thì mình phát này theo 3 trắng ở bên lẻ anh em nhá. Dí quả thất tay được thì là ngon lành cảnh đào này. Ui giời ơi, đô tuyệt vời anh em ạ. 40k lên 4 triệu anh em ạ. Liều thì ăn nhiều, Tiến Bịp bảo thế anh em ơi. Rồi Huấn Dô Xì cũng đồng ý và bấm nút thả like với câu nói ấy luôn. Liều thì phải ăn nhiều anh em ơi. Tay này thì mình sẽ vẫn tiếp tục mình cuốn vào bên lẻ anh em nhá. Tay này thì 1 triệu 5 bên lẻ và 500k bên ba trắng. Rồi ôi, càng quá anh em ạ, càng quá anh em ơi. Phát này nó về chắn rồi anh em ạ. Rồi bây giờ còn 2 triệu anh em ơi, 2 triệu anh em nhá. Thế nếu vậy thì vẫn tiếp tục mình theo bên lẻ anh em nhá. Tay này thì mình sẽ theo vào bên lẻ 1 triệu này. Và bên ba đỏ bên ba trắng đi. Đã về lẻ thì ngỡ đầu nó về bên ba đỏ thì sao? Rồi ok, làm quả tất tay đi. Rồi ba trắng này anh em ơi, tuyệt vời luôn. Ăn đậm ăn ngon lên 3.957.000. Kéo lại được lực lên gần 4 triệu như lần trước rồi anh em ạ. Thế nếu vậy tay này thì mình sẽ theo bên lẻ đi. Thì mình nghĩ mấy lần về ba ba trắng rồi, 4 lần về à đâu, 4 lần về 4 trắng rồi, 4 lần về chẵn rồi. Thì tay này theo lẻ sẽ là hợp lý này. Đó. Tuyệt vời luôn anh em ạ, vẫn là ba trắng anh em ơi. Ngon lành cành đào lên 6 triệu 952 nghìn rồi. Mình biết ngay mà, nó về 4 chẵn, 4 cầu liên tiếp rồi anh em ạ. Đó. Tay này vẫn tiếp tục là còn lẻ thừa anh em nhá, lẻ thừa mình sẽ vẫn tiếp tục vào 1 triệu ở bên lẻ. Đó, và bên ba trắng với bên 4 4 ba trắng với bên ba đỏ. Ok anh em. Tuyệt vời, vẫn là ba trắng và bên lẻ tiếp anh em ạ. Ăn được mấy cầu, hai ba cầu liên tiếp này, cực thực sự là bánh cuốn anh em ơi. Rồi ok, bây giờ lên 8 triệu 9 rồi, 9 triệu rồi. Vẫn mình nghĩ khả năng vẫn còn lẻ thừa thì mình sẽ vào bên lẻ anh em nhá. Rồi hôm nay để xem nào, khá là ngọt ngon lành cành đào anh em ạ. Lần này mình sẽ đi ít hơn một chút, 800k bên lẻ thôi, còn đâu là vẫn bên ba trắng. Ui trời ơi, đu tuyệt vời luôn anh em ạ, lên 10 triệu 257.000, bắt đúng hai cầu cần thiết anh em ạ, đúng ba trắng ở bên lẻ luôn anh em ơi, tuyệt vời. Xem nào, từ từ, phát này thì mình chơi 1M bên lẻ này. Và vẫn tiếp tục vào bên ba trắng anh em nhá, vẫn tiếp tục theo lẻ bên ba trắng. Ui đỉnh của chóp luôn anh em ạ, vẫn tiếp tục anh em ạ, lên 11 triệu 800 rồi anh em ơi, khá là bánh cuốn anh em ạ. Lúc đầu gãy một tay, lúc sau kéo lại hết anh em ơi, lên 11 triệu 800 rồi anh em ạ. Rồi ok, thế nếu vậy thì 11 triệu 800 mà, thì thôi đổi sang cầu bên chẵn anh em ơi, 1 triệu cầu bên chẵn. Rồi không kịp đặt cược anh em ạ, đúng ngay cầu bên chẵn rồi anh em ạ, quá là thơm. Mình tính vào bốn bốn đỏ cả bốn trắng anh em ơi, nhưng không kịp thôi anh em ạ. Thế là cũng ngon lành cành đào rồi anh em ạ, nó về hai đen hai trắng mà. Rồi thế nếu vậy thì tiếp tục thôi, tay này mình vẫn tiếp tục mình cuốn vào bên chẵn chẵn anh em ạ. Và phát này thì mình sẽ đi 700k, còn để lại 12 triệu anh em nhé. Rồi ok anh em. À, tay này ra ba đỏ bên lẻ rồi, gãy một tay rồi anh em ơi, còn 12 triệu anh em ạ. Rồi ok anh em, thế nếu vậy tay này mình sẽ cuốn sang bên lẻ anh em nhé, mình sẽ cuốn sang bên lẻ. Và tay này thì mình sẽ đi khoảng tầm là 1 triệu 5 ở bên lẻ và 500k ở bên ba trắng anh em ơi. Mình nghĩ khả năng tay này sang lẻ sẽ là hợp lý anh em ạ. Ui dồi ôi tuyệt vời luôn anh em ạ, quá ngon lành cành đào luôn anh em ơi. 14 triệu 989 nghìn anh em ơi. Thế chắc là dừng anh em ơi, 40k như thế này là kéo lên 14 triệu rồi. Thôi đáng quấn quá, làm thêm một phát tay nữa đây anh em ơi, làm thêm tay nữa đi, được là nghỉ, mà không được cũng nghỉ anh em nhé. Như thế là ok anh em ạ, 14 triệu là khá là to tiền rồi đấy anh em ơi. Đù phát này nó ra chẵn anh em ơi. Thôi anh em ạ, dừng cho anh em ơi, 40k kéo lên 14M là thế là khá là thơm tho rồi anh em ạ. Mình tưởng bắt quả ấy là hơn 15 triệu là ngon. Bấm vào đổi thưởng anh em ạ, bấm đổi thưởng để rút tiền anh em ơi. Và hôm nay mình nhẹ nhàng 40k lên 14 triệu anh em ạ. Thì mình sẽ rút ra tầm 2 triệu anh em nhá. Rồi, tuyệt vời. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em.
bấm like, share kênh YouTube ủng hộ mình nhá. Bye bye anh em.